ảnh nào. Anh bảo này. Dạ. Bây giờ mình không có tiền thì mình có cưới nhau không? Có chứ. Cưới về lấy cái gì ăn? Ăn cướp. Ăn cướp. Cái mặt như cái chậu mà tưởng đâu bông hậu quốc gia. Cái mặt thiêu như nồi canh mà tưởng bức tranh mới họa. Thân làm cung nữ mà không biết giữ thân phận của mình. Tội thứ nhất làm thất thoát của công. Tội thứ hai đã không được đẹp mà còn dè dãng hoàng thượng. Bay đâu? Xử lăng trì. Thiện tài. Khá khen cho kiếp nô tỳ. Biết đâu sẽ được làm phi sau này. Hey.